Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Một hôm Đức Giêsu vào đền thờ và trong khi người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần người và hỏi: Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông các quyền ấy? Đức Giêsu đáp: Còn tôi chỉ cho các tôi xin hỏi các ông một điều thôi. Nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Phép rửa của ông Gioan do đâu mà có? Do trời hay do người ta? Họ mới nghĩ thầm, nếu mình nói do trời thì ông ấy sẽ vặn lại: Thế sao các ông lại không tin ông ấy? Còn nếu mình nói do người ta thì mình sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gioan là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Đức Giêsu: Tôi không biết. Người cũng nói với họ: Tôi cũng vậy. Tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Đó là lời Chúa. Lời Chúa đi nôn, lời Thánh Chúa. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta bắt đầu những ngày tĩnh tâm để chuẩn bị đón mừng lễ Giáng sinh và sống tâm tình mùa vọng. Và thưa cộng đoàn, nhân vật mà người ta hay nói nhiều nhất về mùa vọng, các bạn có biết là ai không? Bạn có biết là ai là cái người mà các cái bài phúc âm hay nói đến trong mùa vọng không? Con thưa cha là ông Gioan. Phải không? Cảm ơn con. Phải không? Phải không? Cha con thưa cha phải ạ. Phải không? Phải không? Phải ạ. Phải và là phải không? Là phải ạ. Phải. Cho các bạn này một tràng pháo tay thật lớn này, là cảm ơn. Gioan Tẩy Giả là một nhân vật rất thường được các bài phúc âm, các bài lời Chúa của mùa vọng đề cập tới. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn một điều không phải là Gioan Tẩy Giả mà là một điều khác. Đó là một câu lời Chúa đã được nói trước Gioan Tẩy Giả nhiều trăm năm. Cái điều mà tôi muốn chia sẻ hôm nay với tất cả cộng đoàn, đó là câu lời Chúa mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc thứ nhất, trích trong sách ngôn sứ Isaiah. Các anh chị có nhớ vừa nãy bài đọc bắt đầu bằng cái câu như thế nào không? Câu rất là quen. Tôi thấy cái chị ca đoàn mà áo đỏ vừa nãy đọc, có nhớ là nãy mình đọc cái gì không? Có nhớ không? Cái câu đầu tiên của sách bài đọc thứ nhất mà chúng ta nghe trong trích sách ngôn sứ Isaiah, cái câu bắt đầu như này này: có tiếng hô. Đấy. Thế sao có biết cái hô cái gì đằng sau không? Có nhớ là hô cái gì đằng sau không? Nào ta đi ăn thịt chó. Cha là có tiếng hô trong hoang địa. Gì nữa? Có tiếng hô trong hoang địa. Đúng rồi, trong hoang địa làm gì trống? Nhớ không? Mời anh. Thưa cha, hãy dọn đường cho Chúa. Đúng rồi. Có tiếng hô trong hoang địa, hãy mở một con đường cho Đức Chúa. Có phải không? Nhưng mà thưa cộng đoàn, nghe cái câu đấy tôi có cảm giác như là mùa vọng. Mùa vọng là mùa để mình đi sửa đường hay sao đấy. Nhưng mà mình có phải là người sửa đường đâu. Phải ai mà học đại học về đường cầu cống đấy, hay là làm bộ giao thông vận tải hay là cầu đường thì mới đi sửa đường nhé.
Isaiah sống 500 năm trước Chúa Giêsu giáng sinh nhé, mà nói có tiếng hô trong hoang địa, hãy mở một con đường cho Đức Chúa. Năm nào mùa vọng giáo hội cũng cho chúng ta nghe lại cái câu đấy. Quý ông bà anh chị em suy nghĩ thử mà xem, thật là lạ. Trong hoang địa, hãy mở một con đường cho Chúa. Mở đường trong hoang địa, quý ông bà anh chị em suy nghĩ, các bạn trẻ suy nghĩ thử xem nhé. Bình thường nhé, người ta mở đường ở đâu? Người ta làm đường ở chỗ nào? Trả lời cho nghe. Con đứa cha người ta mở đường các thành phố. Đúng rồi, khi nào mà người ta định làm một cái chỗ nào đấy, mở xây một cái khu đô thị mới đấy, thì người ta sẽ mở đường, có phải không? Ta làm đường. Mà đằng này, cái tiếng hô nó nói như thế này: trong hoang địa hãy mở một con đường cho Chúa. Vậy thì cái tiếng hô nó nói người ta cái gì? Nói người ta là mở đường ở đâu? Mở đường trong hoang địa. Nhưng mà kính thưa cộng đoàn, cái câu đấy khó hiểu. Người ta bình thường không có mở đường trong hoang địa, mở đường trong các khu đô thị, mở đường trong các khu dân cư. Mà cái tiếng hô đó nó nói là hãy mở một con đường cho Đức Chúa. Thế chẳng hóa ra Chúa chúng ta ở trong hoang địa à? Tại vì mở đường cho Chúa mà, có phải không? Câu đấy là một câu rất là khó hiểu đó. Năm nào chúng ta cũng nghe, nhưng mà là một câu rất là khó hiểu. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu với nhau một câu đấy thôi. Tại sao cái tiếng hô đấy lại nói trong hoang địa hãy mở một con đường? Không có cái nhà nước nào mà nó làm đường trong hoang địa cả. Mà nếu nó có làm đường trong hoang địa như là bên mấy cái nước Ả Rập Saudi hay là mấy cái nước mà cận đông nhiều sa mạc, thì họ cũng mở một con đường với một ý định xây dựng trên đó một thành phố. Đằng này đâu có thấy xây dựng thành phố gì đâu. Nhưng mà cái tiếng hô nói hãy mở một con đường trong hoang địa. Thưa cộng đoàn, để hiểu được cái câu đấy thì ta phải ngược lại từ năm 2017 này, ngược lại thời Chúa Giêsu là hơn 2000 năm, có phải không? Xong rồi ngược lại một lần nữa, 500 năm nữa, ngược về phía trước thời Chúa Giêsu, thì ta mới hiểu được cái câu mà cái tiếng hô nó nói là muốn nói cái gì. Chúng ta biết là đoạn phúc, đoạn lời Chúa mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc thứ nhất, trích trong sách ngôn sứ Isaiah, viết vào thời kỳ nào? Vào thời kỳ này. Đoạn sách ngôn sứ Isaiah được viết vào thời kỳ người Do Thái không có đang độc lập tự do, mà người Do Thái đang bị bắt làm nô lệ. Người Do Thái bị ai bắt làm nô lệ? Người Do Thái bị một đế quốc bắt làm nô lệ, đó là đế quốc Babylon. Các bạn có biết Babylon nó nằm chỗ nào không? Có biết không? Bạn mặc áo cam cam hồng hồng này có biết Babylon nằm chỗ nào không? Không ạ. Không biết à? Bạn có biết không? Babylon nằm đâu? Nằm gần Thái Hà. Ai Cập ạ. Nằm ở Ai Cập ạ. Nằm đâu? Ở Ai Cập ạ. Ở Ai Cập á? Bạn có biết Babylon nằm đâu không? Không ạ. Gần phố Nguyễn Lương Bằng, đây đi mãi mới đến đây thì. Babylon là một địa danh ngày hôm nay nó vẫn còn, chứ không phải là cái địa danh đó nó không còn đâu. Cái địa danh Babylon nó vẫn còn, nằm ở trên một cái đất nước gọi là Iraq. À, để mà sơ này biết này. Cái địa danh thành phố Babylon nó vẫn còn ở trên cái nước gọi là Iraq. Ngày xưa có cái ông tổng thống bị lật đổ là ông Saddam Hussein ở đây. Có biết không? Không biết à? Cái đây ít năm cái ông tổng thống đấy bị người ta lật đổ xuống vì độc tài. Thì có một cái thành phố nào đấy tên là Babylon. Và có một thời, một cái đế quốc nó trỗi dậy tên là đế quốc Babylon. Nó đi đến cái nước Do Thái, đánh chiếm cái nước Do Thái và bắt nhiều người Do Thái đi lưu đày từ ở bên nước Do Thái sang cái nước Babylon làm nô lệ. Và các bạn có biết là những người Do Thái đi sang cái nước Babylon lưu đày bao nhiêu năm không?
49 năm đi lưu đày, 49 năm. Và chúng ta thử suy nghĩ xem, chúng ta hãy mặc lấy tâm tình của những người đi lưu đày để xem cái ước mơ lớn nhất của một người đi lưu đày là cái gì. Bạn trả lời coi, nếu bây giờ mà mình phải xa quê hương thì cái ước mơ lớn nhất là cái gì? Con đề cha là trở về quê hương. Đúng rồi, ước mơ lớn nhất của cái người bị bắt đi lưu đày là muốn trở về quê hương. Mà lúc đấy bị cái đế quốc Babylon bắt đem đi lưu đày, tự nhiên không ai cho về cả, tự nhiên bị bắt đi. Và ước mơ ngày nào cũng cháy bỏng nơi tâm hồn của mỗi người Do Thái ở trong cái thời đi lưu đày là được trở về. Mà chắc chắn là cái đế quốc Babylon nó nhất định không cho về, nhưng mà lòng họ thì rất ước muốn cho về, rất ước muốn đi về. Thế họ làm nào để họ đi về? Tự họ có làm được không? Bạn mặc áo đỏ này trả lời cha nghe coi. Dạ con thưa cha, là theo con thì họ không tự trở về được ạ. Họ không thể nào tự mình về được, có phải không? Vì họ đang bị cái đế quốc Babylon nó thống trị, không cho về. Thế vậy họ làm nào để thỏa cái ước mơ đấy? Họ là không làm được rồi, phải không nào? Thế giờ họ làm nào? Thưa cha, là họ cầu cứu lên Chúa. À, đúng rồi, cho chàng pháo tay nghe nào. Cảm ơn, giỏi đấy. Mình không làm được thì mình phải kêu xin Chúa thì chứ làm nào giờ? Có phải không? Có nhiều chuyện mình đâu có làm được, thì phải kêu cầu Chúa thôi. Những người Do Thái ở bên Babylon ngày nào cũng kêu cầu Chúa, ngày nào cũng kêu cầu Chúa, ngày nào cũng xách nải chuối xuống, nải chuối tới dâng cho Chúa, bảo là cho con trở về. Ngày nào cũng xin khấn, Thánh Gerardo là xin cho đi về đấy. Một tuần có về không? Họ ở đấy một tuần, họ xin, họ về chưa? Chưa về. Một tháng, ngày nào cũng xin, hết một tháng, về chưa? Chưa về. Xin cho đến một năm, về chưa? Chưa về. Mà một năm mà ngày nào cũng cúng một nải chuối cho Chúa thì cũng là nhiều chuối lắm đấy, tốn nhiều chuối lắm đấy. Mà sợ cầu xin thì làm gì? Có cúng nải chuối không? Không. Chứ mà sợ cầu xin thì làm nào? À, con đọc kinh nữa. Chỉ có đọc kinh thôi. Thế à? Không phải có cái gì nữa chứ, phải điếu đóm cái gì nữa chứ, mà đọc kinh không sao mà được. Ngày nào cũng xin, ngày nào cũng khấn, một tuần, một tháng, một năm không thấy gì, hai năm xin đi về thấy gì chưa? Chưa. Năm thứ 10 thấy gì chưa? Chưa. Năm thứ 20 Chúa có nói gì không? Không. Dường như là Chúa bận lại đi họp đại hội đảng hay sao thì không thấy trả lời gì cả. Xin đến năm thứ 20. À, chúng ta xem nhé, chúng ta xin một cái ơn nào đó mà ta xin 20 năm có dài không? Dài chứ. Đằng này những người Do Thái ở bên Babylon xin đến năm thứ 20 chưa thấy Chúa nói gì. Xin đến năm thứ 30 nói gì chưa? Chưa nói gì. Xin đến năm thứ 40 nói gì chưa? Đến năm thứ 45 Chúa trả lời chưa? Chưa. À, quý ông bà anh chị em xem nhé. Nãy chúng ta nói là họ đi lầy bao nhiêu năm? 49 năm, có phải ít đâu. Cho nên có xin đến 49, đến năm thứ 45 đi chăng nữa không có thua. Mà mỗi một ngày mà dâng một nải chuối thì 45 năm thì dâng bao nhiêu nải chuối? Biết bao nhiêu là chuối, tốn chuối biết bao nhiêu, có phải không? Không ăn thua gì cả, Chúa không trả lời gì cả. Và nhé, chúng ta xem, khi mà người ta xin hoài, xin hoài, xin hoài, xin hoài, xin từ tuần này sang tuần kia, xin từ tháng này sang tháng khác, xin từ năm nọ sang năm năm kia, không được, không được, không được. Như vậy người ta bị cám dỗ cái gì thế? Mời bạn. Khi mà xin hoài không được thì tâm trạng của mình sẽ cảm thấy làm sao? Con đứa cha chắc là buồn lắm đấy. Buồn không? Buồn mà buồn thì còn xin không? Con đứa cha nếu là còn thôi còn không xin nữa đâu. Buồn không được nữa thì khỏi xin, có phải không? Đấy, chúng ta xem, khỏi đi lễ, khỏi đi xin tội, khỏi đi tĩnh tâm, xin đâu có được đâu, có phải không? Đúng không?
Khi mà người ta khỏi đi lễ, khỏi đi tĩnh tâm, khỏi đi xưng tội, khỏi rước lễ, tức là người ta đang ở trong tình trạng như thế nào rồi? Con đứa cha chắc là thất vọng cha. Có thất vọng không? Có. Hả? Có chắc không? Có. Đúng rồi, cho chàng pháo tay cảm ơn con. Giỏi. Vậy đấy, xin hoài. Bây giờ chúng ta thử xin một cái điều gì đó mà Chúa, mà đợi hoài Chúa không cho, coi có thất vọng không? Thất vọng. Và kính thưa cộng đoàn, chúng ta phải nghe cái câu lời Chúa trích trong sách ngôn sứ Isaiah trong cái bầu khí đấy. Bầu khí mà người ta không còn muốn đi lễ nữa, không còn muốn đi nhà thờ nữa, không còn muốn xưng tội nữa, không có cúng này Chúa gì cả, dẹp hết. Bởi vì xin hoài không, không cho, có phải không? Không được. Vậy kính thưa cộng đoàn, tâm hồn của họ lúc đấy giống như cái gì vậy? Đấy, tâm hồn của họ giống như cái gì? Đâu, mời bạn này nói nghe coi. Con thưa cha, giống sa mạc ạ. Tâm hồn của họ giống như là một bãi sa mạc vậy. Ở trong sa mạc thì có cái gì vậy? Cào cát ạ. Trong sa mạc thì có cát là đương nhiên rồi. Có gì trong đấy? Ngoài cát này thì trong sa mạc có cái gì? Có gì? Có gió. À, gió, cát với cái gì nữa? Tao phải hỏi thêm mấy người nữa nè. Thưa cha, là con nắng. Có gì? Có con rắn ở trong sa mạc hả? Có cái gì? Có ánh nắng. À, có nắng, tưởng là có con rắn ở trong đấy. Xin lỗi. Còn gì nữa? Nhưng mà đây không phải là lớp địa lý đâu nhá. Hôm nay chúng ta không đến đây học một lớp địa lý đâu. Trong sa mạc có cái gì? Sương rồng trời. Hả? Nào, mời bạn. Dạ thưa con, thưa cha là cây sương rồng ạ. Cha đã bảo là hôm nay đi tĩnh tâm không phải là đi học địa lý. Ở gì? Có người ở không? Không có. Tại sao vậy? Tại vì? Tại sao mà không ở? Thưa cha, thời tiết đấy khắc nghiệt. Không thể ở được, có phải không? Và như thế chúng ta xem, người ta vào trong một cái bãi sa mạc như vậy, một cái hoa sa mạc như vậy, người ta cảm thấy ở đấy chỉ có cái gì thôi? Có sự sống không? Không ạ, sự chết thôi ạ. À đấy, chỉ có sự chết. Quý ông bà anh chị em và các bạn trẻ thân mến, chúng ta xem, khi mà người ta không đi lễ, không xưng tội, không rước lễ, không có nghĩ đến cầu nguyện, đọc kinh lần chuỗi, không bỏ hết, tâm hồn họ tuyệt vọng, có phải không? Và tâm hồn của họ lúc bấy giờ giống như là một cái bãi sa mạc vậy. À, chúng ta xem nhé. Chỉ trong cái bối cảnh ấy ta mới hiểu cái tiếng hô nó nói cái gì. Cái tiếng hô nói như thế này: trong sa mạc. Isaiah không có hề nói người ta là xin cái ông vua Pharaoh ấy một ngày nghỉ để vác cuốc vào là sa mạc làm đường cho Chúa đâu, không có. Nhưng mà khi mà Isaiah nói trong sa mạc hãy mở một con đường, thì cái sa mạc ấy không có nghĩa là sa mạc Sahara, không phải, không có hiểu cái sa mạc theo nghĩa đen đấy, có phải không? Mà cái sa mạc mà Isaiah muốn nói với người ta đấy là chính nơi tâm hồn của mình đang đầy sự tuyệt vọng. Hay. Một tâm hồn đầy sự tuyệt vọng, một tâm hồn thất vọng hoàn toàn, một tâm hồn như thế giống như là một bãi sa mạc vậy. Và ông Isaiah nói trong cái sa mạc tuyệt vọng của tâm hồn ấy mở một con đường cho Đức Chúa. Các bạn suy nghĩ thử xem ông nói cái gì thế. Ông nói là trong cái sa mạc tuyệt vọng của tâm hồn ấy hãy mở một con đường cho Đức Chúa đi. Vậy ông muốn nói cái gì đấy? Muốn mở con đường cho Đức Chúa, ông muốn nói cái gì? Nào bạn nữ này trả lời xem, muốn nói gì đấy? Nếu bây giờ đang tuyệt vọng, thế vậy ông ấy kêu gọi cái gì thế? Isaiah kêu gọi cái gì? Con thưa cha là tình yêu ạ. Ông kêu gọi là từ trong tâm hồn tuyệt vọng của mình đấy, khơi lên đi, hãy khơi lên đi. Không phải mở một con đường theo nghĩa đen đâu, nhưng mà mở một con đường là khơi lên đi, nơi trong tâm hồn tuyệt vọng ấy một sự niềm tin ạ. Cái gì mà đi ngược lại với lại tuyệt vọng là cái gì?
Hy vọng ạ. Hy vọng, đấy, có phải không? Như vậy khi Isaiah nói với người ta là mở một con đường cho Đức Chúa, thì ông muốn nói cái gì? Ông muốn nói hãy khơi lên trong lòng mình một niềm hy vọng vào Chúa đi. Khơi lên trong lòng mình một niềm hy vọng vào Chúa, giống như là mở một con đường trong sa mạc cho Chúa vậy đó. Tại sao lại mở con đường đấy? Mở cái con đường cho Chúa đó. Bây giờ ta xem nhé. Bây giờ ta chuẩn bị sắp sửa đón cái gì đấy, ta dọn dẹp các thứ, hay là chuẩn bị lễ Giáng sinh, ta đang chuẩn bị cái này cái khác. Tại sao ta chuẩn bị máng cỏ, hang đá, rồi các thứ, đèn chớp này các thứ vậy? Vì chúng ta hy vọng rằng Chúa sẽ đến. Có phải không? À, như thế Isaiah nói hãy mở một con đường, nghĩa là hãy khơi lên trong lòng mình một niềm hy vọng, bởi vì Chúa sẽ đến. Và chúng ta vừa nghe nhé, cuối cùng á, thì những người mà sống ở bên Babylon đấy, cuối cùng Chúa có đến không? Chúa có đến không? Có. Chúa đến vào năm mấy thế? Năm thứ 49 á. Năm thứ 49 Chúa đến. Có phải không? À đấy. Và như thế, lúc Chúa đến đấy mà mọi người đang sẵn sàng đợi chờ, thì đấy là một điều vô cùng tốt đẹp. À. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, tôi muốn dừng lại một câu hôm nay, một câu lời Chúa đấy để nói với chúng ta điều gì? Sứ điệp của Isaiah nói đến nơi sa mạc tuyệt vọng của tâm hồn, hãy khơi lên một niềm hy vọng qua hình ảnh mở con đường cho Đức Chúa. Sứ điệp ấy còn nguyên giá trị cho con người chúng ta hôm nay, nhất là đối với chúng ta, những người sống trong những thành phố lớn này. Tôi sống Sài Gòn y chang như thế, biết bao nhiêu là những áp lực của cuộc sống. Có phải không? Đối với bạn cái gì áp lực nhất, kể cho nghe coi. Tiền là hết ạ. Cái gì? Lúc tiền là hết ạ. Cái gì có tiền có phải đâu? Phải không? Không có tiền là hết hy vọng, có phải không? Thế bạn thì cái áp lực lớn nhất là cái gì? Con thưa cha là việc học ạ. Việc học. Còn bạn? À, không áp lực gì cả. Bởi tiền có má mẹ cho rồi phải không? Dạ rất nhiều ạ. Áp lực rất nhiều, kể thử cái coi. Học tập tiền bạc để trang trải cho việc học, chuyện gia đình, chuyện tình cảm, tất cả mọi thứ ạ. Tất tần tật có phải không? Tất tần tật mọi thứ. Còn bạn áp lực lớn nhất là cái gì? Con cũng thế ạ. Con cũng thế phải không nào? Bạn? Đó, con thưa cha, áp lực con là công việc ạ. Áp lực của mình là công việc. Các bạn có muốn nghe xem các master có bị áp lực thời nay là cái gì không? Không muốn nghe không? Phỏng vấn nhá, phỏng vấn. À, phỏng vấn. Đấy là theo yêu cầu của quần chúng chứ không phải là của cha giảng phòng đâu nhé. Master, áp lực lớn nhất là gì? Thưa cha, con cũng đang đi học nên áp lực của con là học tập ạ. Có áp lực tiền không? Dạ. Không ạ. Còn master? Hai sơ, hai dòng khác nhau à? Đây dòng... Cùng dòng trong mặc hai bộ, à mặc áo bên ngoài cho nên... Dạ con thưa cha, con cũng như chị của con, và lúc đấy con có áp lực là đi ra ngoài xe cộ rất nhiều nên... Ra ngoài làm sao? Đi ra ngoài đường xe ạ. Ra ngoài đường xe thì cứ ở trong nhà là hết áp lực à? Ở trong nhà không đến đây. Mời sơ. Thưa cha, đối với con thì cũng chưa thấy có gì là áp lực lắm ạ. Không có gì là áp lực cả, chỉ có cha đừng có hỏi con thì con không áp lực thôi, có Thưa cha, đối với con, chúng con đang đi học, áp lực lớn nhất là... Cảm ơn, Master. Thưa cha, đối với con thì đôi lúc chỉ không phải thường xuyên, nhưng mà những lúc công việc nó có những lúc thì nó hơi chồng chất lên nhau thì nó hơi áp lực một tí. Dạ. À, như vậy túm lại nãy giờ các sơ là hoặc là việc học hoặc là những công việc của mình, có phải không? Bây giờ ngoài hai cái việc đấy thì mình còn bị áp lực cái gì nữa, Master? Master dòng gì đấy? À, thưa cha, con là dòng Mân Côi ạ. À, dòng Mân Côi. Dạ. À, thưa cha, áp vậy dòng Mân Côi áp lực cái gì? Thưa cha, đối với con có lẽ là áp lực của con là mỗi sáng con phải dậy rất sớm ạ. Ôi giời ơi, đi tu mà. Xin mọi người cầu nguyện cho sơ để cho sơ dậy sớm, sơ không có bị áp lực. Khổ vậy đấy, tu nhiều chục năm rồi mà vẫn áp lực có phải không? Còn mà sơ... Dạ con kính thưa cha, con cũng như các em thôi ạ, áp lực của con lớn nhất đó là việc học hành ạ. À,
dạ con thưa cha, đời tu của chúng con thì là mỗi người được quy tụ lại với nhau để sống với nhau, mỗi người một tính một cách nên và một cái văn hóa, một cái truyền thống khác nhau, nên chúng con nghĩ rằng cái khó, bản thân con cái khó nhất của đời tu đối với con là cái đời sống cộng đoàn, làm sao mà mọi người đều có thể sống chung với nhau trong một nhà như thế, đấy là một cái áp lực ạ. Xin mọi người cho chàng pháo tay cảm ơn các sơ đi. Các sơ nói thiệt là hay ha, hay thật là hay. Mời bác, áp lực của bác là gì? Thưa cha, là áp lực của con là con muốn, tức là Chúa đến với con. Vâng. Vì con luôn luôn là cầu xin Chúa. Nếu mà Chúa chưa đến thì con lúc nào cũng chưa được an tâm. Ví dụ như con cầu xin một cái điều gì đó, bây giờ con cầu xin sức khỏe cho gia đình con, siêng năng đến nhà thờ để thờ lạy Chúa. Nhưng mà con cái con bây giờ nó không đến, nó không đi, nó vì lý do nọ, vì lý do kia. Thế đấy cũng là một cái áp lực. Mà cái áp lực đó đối với con nó rất lớn. Vì bây giờ mình thờ lạy Chúa, mình xin Chúa mà chưa cho mình, mà con cái mình nó theo mình, nó đến nó thờ lạy Chúa, nó biết mở miệng lưỡi nó ra này cao rao công đức của Chúa, thì con vẫn thấy là chưa yên tâm. Con bảo với con cái con này, bây giờ bố mẹ có chết đi mà các con mà không siêng năng đến nhà thờ thì các con đừng có thờ lạy Chúa, thờ lạy bố mẹ làm gì. Chúa còn trên hết tất cả. Đấy, bố mẹ không là cái gì cả. Rồi, cảm ơn bác, cảm ơn bác, cho chàng pháo tay. Cảm ơn bác. Còn chú bị áp lực cái gì? Thưa cha, con có cái áp lực chủ yếu hiện giờ ấy, tức là trong cái công việc phụng sự của thì các con cái bây giờ chúng nó phải đi làm ăn rồi học tập, mà mình thì muốn cho là sao cho chúng nó cố gắng nó vâng vâng nó làm được chọn cái đạo của mình. Vâng. Đấy, thì cái điều đó nó cũng tương đối là khó khăn. Đấy, và cái điều đó làm cho con phải suy nghĩ nhiều. Dạ, cảm ơn chú, cho chàng pháo tay, cảm ơn chú. Kính thưa cộng đoàn, hồi nãy giờ chúng ta cũng nghe thấy một số các bạn nói về áp lực của mình trong cuộc sống. Các sơ trẻ cũng bị áp lực. Bác lớn tuổi và chú có gia đình kia thì cũng thấy được có những áp lực. Có lẽ còn có nhiều cái áp lực khác nữa. Nhưng mà chúng ta thấy trong cuộc sống của chúng ta, cơm, áo, gạo, tiền, lại còn có cái tình nữa, có phải không? Đấy, không phải nhỏ đâu. Cái tình nó cũng mệt mỏi lắm đó chứ không phải không đâu. Chúng ta bị áp lực bởi nhiều thứ. Và có những lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi, áp lực bởi công việc, áp lực bởi cuộc sống, điều này điều khác, áp lực bởi những nhu cầu chúng ta muốn có mà chúng ta không được, có phải không? Những điều đấy làm cho người ta bị áp lực. Và có những lúc có thể những cái áp lực đấy trở thành một cơn cám dỗ làm cho người ta thất vọng. Thất vọng vào Chúa đó. Ở trong Sài Gòn thì tôi thấy có hai cái áp lực lớn nhất. Đúng là hai cái mùa mà thường xuyên xảy ra trong cái Sài Gòn. Thứ nhất là tắc đường, thứ hai là mưa ngập nước. Nãy có cha đi, có cha nhờ một cái anh đi đón tôi ở mãi chỗ chủng viện Hà Nội đến đây. Đi chắc chừng anh nói mười mấy cây thôi mà đi chắc cũng phải cả tiếng đồng hồ mới tới đây. Hơn tiếng đồng hồ mới tới. Rất là bị áp lực như vậy. Mà nhất là nếu mà chúng ta vội hay là gấp phải đi đó, chúng ta có bị áp lực không? Mà cái áp lực đấy rất là nguy hiểm, bởi vì có thể nó gây ra tai nạn, có phải không? À đấy. Cho nên chúng ta xem nhiều nhiều cái áp lực lắm. Chúng ta sống trong một cái xã hội đầy dẫy những cái áp lực đấy. Và cái nguy cơ đi đến chỗ tuyệt vọng là vô cùng lớn. Thế hôm nay chúng ta nghe lại cái lời mà sách ngôn sứ Isaiah nói: trong sa mạc hãy mở một con đường cho Đức Chúa. Trong cái sự tuyệt vọng của ta đấy, chúng ta đừng có bao giờ mất niềm hy vọng vào Chúa, mất niềm tin tưởng vào Chúa. Điều đó là điều rất là quan trọng và là nền tảng cho đời sống đức tin của chúng ta. Bây giờ chúng ta có phải đối diện cái gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng xin Chúa cho chúng ta đừng bao giờ đánh mất đi đức tin của mình, lúc nào cũng hy vọng và tin tưởng vào Chúa.
Nếu chúng ta đánh mất cái điều đấy là không còn gì nữa, có phải không? Cho nên hôm nay tôi muốn kêu mời tất cả các bạn hãy xác tín một lần nữa mạnh mẽ. Dù chúng ta có phải mệt mỏi bởi tất cả những điều này, điều kia, điều nọ, chúng ta luôn luôn xác tín mạnh mẽ, không bao giờ chúng ta đánh mất đi niềm hy vọng của chúng ta vào Chúa. Bởi vì Chúa sẽ đến để cứu độ chúng ta, có phải không? Xác tín đấy là xác tín nền tảng. Và thưa cộng đoàn, để diễn tả xác tín ấy, chúng ta cùng đứng lên để dâng lên Chúa một tâm tình qua bài hát. Xin các đoàn cùng hát cái bài Con vẫn trông cậy Chúa. Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài. Chúng ta ngồi để tiếp tục phần dâng lễ.